Đến trưa nay, công an thị xã Di An, tỉnh Bình Dương vẫn đang khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra một vụ người đàn ông bị truy sát xảy ra vào lúc rạng sáng cùng ngày. Khoảng 2 giờ sáng, nhiều người sống trên đường Nguyễn An Ninh, phường Di An, thị xã Di An nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ ngoài đường. Một người đàn ông trung niên, người đầy máu vừa chạy vừa kêu cứu. Chạy được một đoạn thì nạn nhân gục trên vũng máu trên vỉa hè. Bà con nhanh chóng đưa người đàn ông này đi cấp cứu trong tình trạng bị thương tích nặng. Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng nhận định nạn nhân bị đâm nhiều nhát vào người, mất nhiều máu. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.